Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Hãng tin RIA của Nga ngày 25 tháng 10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với mong muốn của Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động của khối BRICS trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tổ chức tại Kazan. Tuyên bố của ông Putin đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ đối tác giữa Nga và Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia sâu rộng vào các sáng kiến kinh tế, thương mại và chính trị trong khuôn khổ BRICS. Hiện nay, nhiều quốc gia coi việc gia nhập BRICS như một cơ hội vàng để mở rộng hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thân cận của phương Tây, cũng đã nộp đơn xin gia nhập khối này. Tuy nhiên, đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Ấn Độ từ chối. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin lại công khai ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Lý do chiến lược để Nga ủng hộ Việt Nam gia nhập BRICS. Nga đang nỗ lực xây dựng một trật tự quốc tế đa cực, nơi các quốc gia đang phát triển có tiếng nói mạnh mẽ hơn nhằm giảm sự ảnh hưởng và thống trị của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Việc Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, với tiếng nói đáng kể trong cộng đồng quốc tế tham gia BRICS sẽ giúp củng cố sức mạnh tập thể của khối này, đồng thời góp phần tạo ra sự cân bằng trong các diễn đàn quốc tế. Với mối quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài, Nga coi việc hỗ trợ Việt Nam gia nhập BRICS là một cách để thắt chặt quan hệ song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, khoa học, công nghệ và giáo dục. Quan hệ đối tác này hứa hẹn sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế khi Việt Nam nổi lên là một nền kinh tế phát triển nhanh hàng đầu Đông Nam Á và là đối tác nhập khẩu tiềm năng của Nga về các sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng hóa công nghệ cao. Nga và Việt Nam cũng đã có bề dày hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là khai thác dầu khí. Tham gia BRICS sẽ tạo thêm điều kiện để Nga phát triển thêm các dự án khai thác tại Biển Đông, khu vực giàu tài nguyên của Việt Nam. Ngoài ra, quan hệ đối tác này còn mở ra các cơ hội hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng, công nghệ tại Việt Nam, từ năng lượng hạt nhân, giao thông đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, không chỉ tăng cường ảnh hưởng của Nga tại khu vực mà còn mang lại cơ hội đầu tư kinh tế lớn. Thêm vào đó, với vị trí chiến lược của Việt Nam tại Đông Nam Á, việc gia nhập BRICS sẽ giúp Nga mở rộng tuyến giao thương mới thông qua các hiệp định thương mại trong khối, dễ dàng tiếp cận các thị trường châu Á và thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực. Nga nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của khu vực Đông Nam Á và nhận thấy việc Việt Nam gia nhập BRICS sẽ là bước tiến quan trọng giúp Moscow mở rộng ảnh hưởng tại đây. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các cường quốc khác, Nga hy vọng có thể tạo dựng vị thế vững chắc hơn trong quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Điều này phù hợp với chiến lược ngoại giao của Nga nhằm tăng cường hợp tác với các nước châu Á và giảm thiểu tình trạng cô lập trên trường quốc tế. Việc Nga ủng hộ Việt Nam gia nhập BRICS không chỉ xuất phát từ mối quan hệ song phương bền chặt mà còn phục vụ chiến lược toàn cầu của Moscow. Bằng cách này, Nga hy vọng có thể góp phần thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực và tăng cường quan hệ với những quốc gia có tiềm năng phát triển, trong đó có Việt Nam, một đối tác chiến lược quan trọng. Về góc độ địa chính trị, sự hợp tác sâu rộng với Việt Nam giúp Nga tạo một điểm đối trọng quan trọng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ và các đồng minh. Kể từ khi Mỹ thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á, Nga cũng muốn gia tăng sự hiện diện trong khu vực này để tránh bị cô lập trong bối cảnh xung đột với phương Tây. Với vị thế tương đối trung lập và có quan hệ ngoại giao cân bằng giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ảnh hưởng chiến lược của Nga ở châu Á. Hợp tác với Việt Nam, quốc gia không thuộc các liên minh quân sự như NATO, cũng giúp Nga củng cố quan hệ với các quốc gia không nằm trong quỹ đạo phương Tây. Đây là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm xây dựng một trật tự quốc tế đa cực, trong đó các nước như Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy độc lập chính trị và kinh tế khỏi sự ảnh hưởng của phương Tây. Nhìn chung, việc Nga ủng hộ Việt Nam tham gia BRICS là bước đi phù hợp với lợi ích chính trị của Moscow, giúp mở rộng ảnh hưởng tại Đông Nam Á và củng cố quan hệ với các quốc gia không thuộc phương Tây. Đây chính là lý do Nga dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Việt Nam trong quá trình gia nhập khối BRICS. Việt Nam, lợi thế và thách thức khi tham gia BRICS. Thưa quý vị, Việt Nam có thể đạt được nhiều lợi ích từ việc gia nhập BRICS, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Trước hết, về mặt lợi ích, BRICS mang lại cho Việt Nam cơ hội mở rộng kinh tế và thương mại, mục tiêu mà Hà Nội đang hướng tới. Với nền kinh tế định hướng xuất khẩu, việc tham gia BRICS giúp Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Brazil. Đây là cơ hội để thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư tới các quốc gia thành viên, giúp Việt Nam đa dạng hóa đối tác thương mại trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Không chỉ vậy, BRICS còn tạo cơ hội cho Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế
thông qua việc tham gia vào các diễn đàn toàn cầu về quản lý kinh tế, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Việc gia nhập BRICS giúp Việt Nam có tiếng nói đại diện cho các nước đang phát triển, đóng góp vào quá trình xây dựng trật tự thế giới đa cực. Một lợi ích khác là cơ hội giảm sự phụ thuộc vào các khối kinh tế phương Tây và mở rộng mối quan hệ với các cường quốc mới nổi, giúp Việt Nam cân bằng giữa các lợi ích quốc tế và nội địa. Điều này tạo ra không gian rộng hơn trong ngoại giao và thương mại, nâng cao khả năng tự chủ trong các chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi tham gia vào BRICS. Thứ nhất, trong BRICS, các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Ấn Độ chiếm ưu thế và có thể chi phối các quyết sách quan trọng. Với quy mô kinh tế nhỏ hơn, Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc thúc đẩy các ưu tiên của mình, đặc biệt nếu các quyết định của khối ưu tiên lợi ích của các nước lớn. Chẳng hạn, các chính sách thương mại hay đầu tư có thể thiên về lợi ích của Trung Quốc và Ấn Độ, gây sức ép lên các doanh nghiệp nội địa Việt Nam và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của các ngành sản xuất trong nước. Ngoài ra, căng thẳng chính trị và lợi ích quốc gia trong BRICS cũng đặt Việt Nam vào thế khó xử. Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, không ít lần đối đầu về lợi ích khu vực và lãnh thổ. Nếu BRICS phải đưa ra các quyết sách liên quan đến hai cường quốc này, Việt Nam sẽ phải thận trọng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên. Đặc biệt, nếu những vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến chủ quyền hoặc lợi ích kinh tế của Việt Nam. Cuối cùng, BRICS gồm nhiều quốc gia có quan điểm đối ngoại khác biệt, đặc biệt là trong quan hệ với phương Tây. Trung Quốc và Nga có thể thúc đẩy các chính sách đối ngoại mâu thuẫn với lợi ích của phương Tây, trong khi Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại cân bằng. Sự tham gia của Việt Nam trong BRICS có thể gây ra căng thẳng ngoại giao, buộc Việt Nam phải tính toán kỹ lưỡng để duy trì sự độc lập và linh hoạt trong chính sách đối ngoại của mình. Việc Việt Nam phải cân bằng mối quan hệ với cả phương Tây và BRICS không chỉ phản ánh tầm quan trọng chiến lược mà các đối tác này mang lại, mà còn cho thấy sự nhạy bén trong chính sách đối ngoại đa phương của Hà Nội. Trước hết, phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và EU, không chỉ là các đối tác thương mại chủ chốt mà còn cung cấp nguồn đầu tư và công nghệ thiết yếu cho Việt Nam. Các lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam như dệt may, điện tử và nông sản phụ thuộc đáng kể vào thị trường phương Tây, trong khi dòng vốn FDI từ các nước này đóng góp vào tăng trưởng công nghệ và tạo việc làm. Sự cam kết hợp tác với phương Tây trong các lĩnh vực phát triển bền vững như biến đổi khí hậu, y tế và giáo dục còn giúp Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế và tiếp cận các nguồn tài trợ phát triển dài hạn. Việt Nam cũng duy trì một chính sách ngoại giao cân bằng để không phụ thuộc quá mức vào bất kỳ cường quốc nào. Sự hỗ trợ của phương Tây giúp Việt Nam duy trì thế độc lập trong khu vực, đặc biệt khi đối diện với những thách thức về chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước phương Tây như là CPTPP và EVFTA, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Những yếu tố này giúp Việt Nam củng cố sự phát triển bền vững và ổn định, ngay cả khi mở rộng hợp tác với BRICS. Thêm vào đó, trong bối cảnh BRICS có những thành viên như Trung Quốc và Nga, những quốc gia có chính sách đối ngoại phức tạp với phương Tây, Việt Nam vẫn phải xem xét các lợi ích chiến lược của mình. Với việc Trung Quốc là một thành viên lớn của BRICS và có tranh chấp lãnh hải với Việt Nam, Hà Nội khó có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của BRICS trong các vấn đề chủ quyền. Vì vậy, Việt Nam sẽ phải tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với phương Tây để không bị rơi vào thế lệ thuộc quá mức vào khối BRICS. Bây giờ thì chúng ta sẽ thảo luận tới việc tại sao Ấn Độ từ chối đơn xin gia nhập khối BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nga lại ủng hộ một nền kinh tế non trẻ như là Việt Nam. Lý do cho sự khước từ của Ấn Độ dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Với vai trò là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vốn có mối quan hệ gần gũi với phương Tây, trong khi BRICS thường được xem là một khối đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ và EU. Sự gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây lo ngại cho Ấn Độ rằng điều này sẽ làm giảm sự đồng thuận giữa các thành viên BRICS, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang đối đầu trực tiếp với phương Tây. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số thành viên BRICS, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận. Cả hai nước này đều đã từng mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề nhạy cảm như là xung đột tại Syria và nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. Ấn Độ có lý do để lo ngại rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS có thể làm phức tạp tình hình nội khối và ảnh hưởng đến tính gắn kết của khối này. Ngoài ra, từ góc độ địa chính trị, Ấn Độ mong muốn duy trì cấu trúc BRICS hiện tại để đảm bảo vai trò của mình trong khối không bị thách thức. Sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực, có thể tạo ra một sự cạnh tranh về tầm ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ đang mở rộng vai trò trong các cơ chế đa phương. Việc từ chối Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể xuất phát từ lợi ích cốt lõi của BRICS. Các thành viên hiện tại đang tập trung xây dựng một trật tự đa cực độc lập với phương Tây. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập, ảnh hưởng của NATO và phương Tây có thể làm xung đột các chính sách đối ngoại độc lập của Nga và Trung Quốc.
Việc từ chối Thổ Nhĩ Kỳ giúp bảo vệ tính độc lập và định hướng chính trị của khối, giữ BRICS vững chắc trong vai trò là một khối đối trọng với phương Tây. Cuối cùng, việc duy trì các thành viên hiện tại cũng đảm bảo quyền lực không bị phân mảnh và giúp các cường quốc như là Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục có vai trò định hình chính sách trong BRICS. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối gia nhập BRICS không chỉ là một trở ngại, mà còn mang lại nhiều hệ quả sâu xa hơn về chiến lược quốc tế. Với vị trí chiến lược nằm ở giữa châu Âu, châu Á và Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực này, một lợi thế mà BRICS có thể đã tận dụng để mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt khi nhu cầu về năng lượng và các chuỗi cung ứng ngày càng liên kết chặt chẽ với khu vực Trung Đông và Biển Đen. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc bất chấp là thành viên NATO. Sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã đem lại lợi thế ngoại giao cho BRICS, giúp khối này tăng cường vị thế đàm phán với phương Tây. Tuy nhiên, việc từ chối đơn xin gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có nghĩa là BRICS có thể đã bỏ qua một cơ hội để đa dạng hóa thêm nền tảng kinh tế của mình, vốn đang có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và thương mại. Từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, nước này không thiếu các lựa chọn chiến lược ngay cả khi bị từ chối gia nhập. Ankara vẫn có thể củng cố mối quan hệ song phương với từng thành viên BRICS, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, nhằm duy trì ảnh hưởng và mở rộng hợp tác kinh tế. Thông qua việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai và Con đường, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tận dụng vị trí địa lý chiến lược như một cầu nối thương mại giữa các khu vực. Tuy nhiên, việc nghiêng hẳn về Nga và Trung Quốc cũng có thể khiến Ankara rơi vào thế khó khi quan hệ với phương Tây có nguy cơ trở nên căng thẳng hơn, đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào một cuộc chơi phức tạp giữa hai cực. Một chi tiết đáng chú ý khác là việc BRICS đang bàn thảo thành lập sàn giao dịch ngũ cốc riêng, dự kiến sẽ tạo ảnh hưởng sâu rộng lên thị trường ngũ cốc toàn cầu. Hiện nay, BRICS chiếm gần một nửa thị trường ngũ cốc thế giới. Điều này giúp khối có khả năng giảm sự phụ thuộc vào các sàn giao dịch phương Tây, vốn trước đây được kiểm soát bởi Mỹ và Pháp. Bằng cách phát triển một sàn giao dịch độc lập, BRICS có thể tái định hình thị trường nông sản toàn cầu, tạo ra một trật tự kinh tế mới và thoát khỏi sự phụ thuộc không cần thiết vào hệ thống phương Tây. BRICS thách thức quyền bá chủ ngũ cốc của đối thủ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ và Pháp nổi lên là những cường quốc ngũ cốc hàng đầu thế giới nhờ nền nông nghiệp quy mô lớn và công nghệ canh tác tiên tiến. Mỹ, với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và năng suất cao, đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp ngũ cốc chủ lực cho toàn cầu, từ đó tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá cả ngũ cốc trên thị trường quốc tế. Pháp, trong khi đó, giữ vai trò trung tâm giao dịch ngũ cốc của châu Âu, điều phối nguồn cung cấp lúa mì quan trọng trên khắp lục địa và định giá ngũ cốc nhờ vào vị thế trung gian tài chính và thương mại. Sức mạnh của Mỹ và Pháp không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở khả năng điều chỉnh nguồn cung. Trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất, hai quốc gia này kiểm soát chặt chẽ hoạt động phân phối, giữ lại sản lượng để tạo áp lực lên giá cả và tối đa hóa lợi nhuận. Mỹ dựa vào hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông mạnh mẽ để xuất khẩu, còn Pháp thì có hệ thống ngân hàng và trung tâm tài chính lớn để điều tiết và định giá thị trường ngũ cốc. Nhờ đó, cả Pháp và Mỹ nắm giữ quyền lực kiểm soát giá cả, củng cố vị thế thống trị thị trường quốc tế vào thời điểm đó. Thế nhưng ngày nay, bức tranh đã thay đổi. Các quốc gia BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi hiện chiếm gần một nửa thị trường ngũ cốc toàn cầu. Nhờ vào diện tích đất nông nghiệp lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi và đầu tư vào công nghệ nông nghiệp, BRICS đã vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ. Nga và Brazil hiện là những nhà xuất khẩu lúa mì và đậu nành hàng đầu, phục vụ các thị trường chủ lực như Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Brazil đã trở thành nhà xuất khẩu đậu nành số 1 thế giới, trong khi Nga không ngừng mở rộng sản lượng lúa mì. BRICS không chỉ tập trung vào sản lượng mà còn đầu tư phát triển các chuỗi cung ứng và kênh thương mại riêng biệt nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương Tây trong bối cảnh xung đột chính trị và thương mại toàn cầu. Với sự xuất hiện của các kênh phân phối mới và mở rộng mạng lưới tại các khu vực có nhu cầu cao như Châu Phi và Trung Đông, BRICS đang ngày càng gia tăng vị thế trên thị trường ngũ cốc quốc tế, thách thức cán cân quyền lực vốn từng do Mỹ và Pháp nắm giữ. Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia đông dân bậc nhất thế giới với nhu cầu tiêu thụ lương thực khổng lồ, đã trở thành những thị trường tiêu thụ nội địa lớn. Điều này tạo nên lợi thế to lớn cho khối BRICS, cho phép họ điều tiết cung cầu và giá cả ngay trong nội bộ, mà không cần phụ thuộc vào các thị trường phương Tây như Mỹ hay châu Âu. BRICS đang trỗi dậy trong thị trường ngũ cốc, đánh dấu một sự dịch chuyển quyền lực từ phương Tây sang các nền kinh tế mới nổi. Xu hướng này không chỉ đem lại lợi kinh tế, mà còn tăng cường ảnh hưởng chính trị cho các nước thành viên trên trường quốc tế. Các quốc gia BRICS hiện không chỉ sở hữu sản lượng ngũ cốc lớn, mà còn phát triển các hệ thống tài chính riêng biệt. Điển hình, Trung Quốc có hệ thống thanh toán CIPS và Nga thì có hệ thống SPFS,
Cả hai đều nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát. Điều này giúp các nước BRICS tránh được những rủi ro từ các biến động tài chính hay lệnh trừng phạt, góp phần xây dựng một nền tảng giao dịch độc lập và vững chắc. Kiểm soát nguồn cung lương thực hiện nay là một yếu tố thiết yếu trong chiến lược quyền lực toàn cầu, vì lương thực không chỉ là nhu cầu cơ bản mà còn là một vũ khí kinh tế mạnh mẽ. Trong bối cảnh khủng hoảng, xung đột và biến đổi khí hậu, khả năng kiểm soát và phân phối lương thực đang trở thành một đòn bẩy quan trọng. Những quốc gia có thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu lương thực như Mỹ, Nga và các nước BRICS có thể sử dụng nguồn cung này để tạo nên sức ép chính trị và thương mại. Ví dụ, Nga đã từng tận dụng xuất khẩu lúa mì để gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông và châu Phi. Khi một quốc gia kiểm soát được nguồn cung lương thực, họ có thể chuyển hóa nó thành công cụ ngoại giao, lựa chọn đối tác chiến lược trong xuất khẩu, qua đó xây dựng tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Trong các giai đoạn căng thẳng như đại dịch hoặc khủng hoảng khí hậu, việc nắm giữ nguồn cung lương thực trở thành lợi thế độc đáo, định hình cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu. Về lâu dài, BRICS đã có lợi thế rõ rệt so với phương Tây trong cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, mọi thay đổi chỉ có thể được kiểm chứng qua thời gian. Cuộc cạnh tranh này sẽ xác định xem liệu BRICS có thực sự đạt ưu thế hay không. Và cuối cùng, ai mới là người nắm quyền kiểm soát sân chơi kinh tế thế giới. Vâng, và đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.